Mình ăn thử cho các bạn xem để mình nói nó ngon hay nó dở nha. Cái phần nhân của nó là các bạn có đậu xanh với dừa. Ngon. Các bạn ơi, thơm quá đi, thơm mùi bánh ít lá gai, mùi lá chuối. Trời ơi, đã quá hấp dẫn quá. Thì bây giờ ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình làm bánh ít lá gai. Rất là đơn giản luôn, mình sẽ sử dụng bằng máy xay sinh tố. Không có giống như hồi xưa mà mình phải giã và cố rất là cực khổ. Và đây là những cái lá gai mà mình vừa mới thu hoạch ở ngoài vườn vào. Bây giờ mời các bạn cùng làm bánh ít lá gai với mình nha. Đây là 200 g lá gai tươi sau khi mình hái xong, mình là gọi là tước bỏ đi những cái viền, những cái gân mà nó cứng cứng, mình tước bỏ đi. Sau đó mình sẽ đem mình đi luộc, bắt mình nồi nước á, thật là sôi. Khi nước sôi á, mình bỏ lá gai vào mình luộc nha các bạn. Đây. Mình luộc trong vòng từ 10 đến 15 phút. Mình khi đấy lá gai mình nó đã chín rồi thì bắt đầu mình sẽ vớt, mình chỉ lấy cái xác thôi. Mới bỏ vô xong mình ra cái nước màu nâu nâu rồi. Đây là phần đậu xanh sau khi mình ngâm 2 tiếng thì bây giờ mình bắt lên bếp, mình hấp cho nó chín nha các bạn. Lúc mà đậu xanh đã chín rồi thì mình sẽ bỏ vào đây á mà 1 muỗng canh đường. Nếu mà các bạn ăn ngọt, tại vì mình ít ăn ngọt lắm cho nên mình chỉ bỏ 1 muỗng canh đường thôi. Còn nếu mà các bạn thích ăn ngọt hơn nữa thì mình sẽ bỏ nhiều đường hơn, tùy theo cái khẩu vị và độ ngọt của các bạn nha. Và mình bỏ thêm vào đây một chút xíu muối nữa, ở đây giống như mình khoảng 1/3 muỗng cà phê hoặc 1/4 muỗng cà phê, nói chung chút xíu thôi. Mình bỏ vào. Sau đó bây giờ mình sẽ xay nha. Đậu xanh sau khi mình xay nhuyễn ra rồi thì mình bắt cái chảo lên và mình bỏ vào đây 100 g cái dừa tươi. Cái dừa tươi này mình mới bào sợi ra nè. Mình mua trái dừa tươi về xong mình bào sợi ra. Đó, mình hoặc là các bạn có thể dùng cái dừa mà dừa đông đông đá đông, mình bỏ trong tủ freezer á. Nhưng mà mình mua trái tươi về mình làm ăn cho nó ngon à. Rồi sau đó mình sẽ bật lửa lên và mình xên cho nó kẹo lại nha các bạn. Đậu xanh sau khi mình bỏ lên bếp á mà mình xên nó lại thì bây giờ mình sẽ nặn thành một cái hình tròn để mình làm cái nhân. Lá gai sau khi mà mình luộc chín xong rồi á, mình sẽ bỏ vào trong máy xay. Thì lúc này á, mình làm ra được một cái chén nước như thế này thì mình chỉ lấy 1/3 của chén nước mình bỏ vào trong cái cối á, để mình xay thật là nhuyễn ra nha các bạn. Mình bỏ 1 muỗng canh đường vào để mình xay chung với lại cái lá gai nha các bạn. Đây là cái lá gai. Cái lá gai mình vừa mới xay xong nè. Mình sẽ đem bỏ vào trong cái phần bột này. Bột này ở đây mình sẽ sử dụng là 200 g cái bột mà bột nếp nha các bạn. 200 g bột nếp và mình bỏ cái phần lá gai này vào đây mình nhào. Thơm mùi lá gai dễ sợ luôn đó các bạn ơi. Lâu lắm rồi, để nói thật chứ cũng phải 5 6 năm từ lúc qua Mỹ tới giờ bây giờ mình mới ăn lại cái bánh gai á các bạn. Mỗi lần làm cái này là nhớ tới cảnh Tết à. Bắt đầu bây giờ mình nhào nha. Hồi xưa á, cái lúc mà ăn bánh gai này là lúc mà Tết á, là mình nhớ mẹ mình làm, đâu có phải làm bằng máy xay sinh tố đâu, mà phải làm bằng cái chạy bằng đá, xong rồi cái bỏ vô trong cái giã qua giã lại, kiểu làm bánh ít kiểu miền Trung đó các bạn. Công nhận cái lá gai này nó thơm thiệt nhé. Bột sau khi mà mình nhào xong rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái tấm bao đồ ăn lại đó, những cái baking wrap đó, mình wrap nó lại và mình để cho nó nghỉ khoảng 30 phút nha các bạn, để bắt đầu mình đi gói bánh.
Rồi, đây là cái khâu quan trọng, đó là khâu mà mình sẽ gói bánh. Đó, phần này là phần cái vỏ bánh là mình đã đợi 30 phút sau cho nó nghỉ nè. À, nhân đậu xanh thì mình cũng đã vo xong rồi. Về phần lá chuối á, thì mình sẽ cái này lá chuối đông đá mình mua ở ngoài chợ về mình bỏ trong freezer nè. Thì mình sẽ cắt làm sao mà nói chung là khoảng hơn một gang tay, bên đây cũng khoảng một gang tay. Bắt đầu bây giờ mình sẽ gói nha. À, và mình sẽ dùng để cái mặt ngoài, cái phần mặt ở bên trong nè, mình để bên trong. Và bây giờ mình sẽ gói nha các bạn. Mình sẽ lấy một miếng vỏ như thế này, mình do vòng tròn. Sau đó mình sẽ ấy mỏng ra, mình dùng hai cái lòng bàn tay mình làm cho nó mỏng ra. Mình bỏ cái nhân vào. Sau đó mình sẽ cuốn. Đây các bạn, mình chụm lại. Chụm lại. Mình do một vòng tròn. Đó, đây là cái bánh ít đó các bạn. Mình bỏ vào trong cái tờ lá chuối như thế này. Cái mình vo, mình cuốn lại. Cuốn lại cái này thì mình xé bỏ đi nè. Cái phần này á, ngay chỗ cái phần cái mép này nè, mình sẽ bẻ nó vào. Xong cái mình gấp xuống. Thì cái này, cái phần này nó dư á, thì mình sẽ cắt bỏ đây nè. Nên mình gói gói làm sao cho nó tém mà cho nó đẹp. Gấp bên đây lại. Chéo đây lại nè. Gấp cái này xuống. Nói thiệt tình luôn nha, cái này là mình chỉ nhớ nhớ mạng mạng hồi xưa á. Mẹ mình làm sao á, mình làm vậy thôi đó. Với 100g đậu xanh, 200g nếp, với lại 200g lá gai thì mình đã gói được 10, tổng cả là 13 cái bánh ít lá gai. Bây giờ mình sẽ đem hết tất cả 13 cái này mình bỏ vào trong cái nồi hấp để mình hấp chín đó nha. Thời gian mình hấp nó là 30 phút. Và trước khi mình bỏ những cái lá gai này vào, mình phải nấu nước thật sôi. Khi nước sôi rồi thì mình bắt đầu mình bỏ lá gai này vào mình hấp nha các bạn. Chỉ cần nói chung bỏ ra gần 2 tiếng đồng hồ, nói chung 2 tiếng đồng hồ đó mà mình đã có được một nguyên một dĩa bánh ít lá gai để ăn luôn. À, nói chung là gần tới không khí Tết cho nên là muốn làm thử để ăn. À, thì thấy cũng hay hay. À, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem coi là nó ngon như thế nào nha. Nếu mà nó ngon á thì mình bắt đầu mình sẽ đem qua mình cho má chồng mình với chị mình mỗi người ít cá để ăn. À, đây bây giờ mình sẽ mở ra. Thực ra là cái bánh ít lá gai này mẹ mình nói là mình phải nên bỏ giống như là lúc mình vo thành cái viên á, lúc mình gói á thì mình phải thoa dầu ăn để cho cái phần cái vỏ này nó không dính vô cái lá. Nhưng mà tại vì mình không có muốn ăn dầu vô trỏng cho nên là mình không có bỏ dầu vào để mình gói, mình để về mình ăn luôn, nó dính mình sẽ xé ăn chứ. Đó, mình sẽ khui ra cho các bạn xem cái bánh nó như thế nào nha. Này thì nó hơi dính một tí nhưng mà cũng không sao. Đó, trời ơi, ủa sao mình nhớ bánh ít lá gai hồi xưa nó màu đen mà ta. Cái này nó không màu đen mà nó màu xanh anh ha. Anh lâu lắm rồi anh cũng chưa ăn đúng không? Anh muốn ăn thử không? Đó, mình ăn thử cho các bạn xem để mình nói nó ngon hay nó dở nha. Cái phần nhân cũng nói là các bạn có đậu xanh với dừa. Ngon. Cái bánh ở trong nó có độ dừa béo béo ngon. Tại vì cái này mình ít ăn lạc. Nếu mà các bạn muốn ăn ngọt thì có thể các bạn cho gấp đôi cái lượng đường. Mình ăn lạc lắm cho nên mình làm nó lạc. Nó hơi độ ngọt ngọt tí thôi chứ mình không có làm ngọt. Cái lá gai nó thơm mùi cái lá gai, lá chuối nữa nha. Mà nó dai dai cái vỏ bên ngoài nữa. Lâu lắm rồi. Cái này chắc có 6 năm mấy hơn 7 năm luôn ấy chưa ăn cái này nữa.
Mình nghĩ á, nếu mà các bạn muốn không dính á thì nên thoa dầu vào lúc cái lớp mà lúc mình gói bánh á, thoa vào giống như lúc mình vo tròn lại rồi mình thoa dầu đi, rồi mình bỏ vô cái lá chuối mình cuốn. Tại mình không có muốn sử dụng dầu á, cho nên là mình ăn vậy. Ăn vậy nó cũng hay hay, dính dính á. Ngon các bạn. Vậy bây giờ mình sẽ bỏ cái dĩa, mình đem qua cho mẹ mình với cho bà chị mình nè, và cái nữa ăn. Ngắm camera mày ăn không? Để giúp cho anh ăn sau, giờ mình ăn trước. Thôi mình hy vọng mình á, đây giống như là nó thật lòng luôn, cũng là lần đầu tiên mình làm. Thì trước khi mình làm mình cũng gọi mình hỏi mẹ mình, thì mẹ mình chỉ mình làm như vậy á. Rồi mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn, nếu các bạn thích thì mình hãy làm nha, làm tại nhà. Tự trồng lá gai, lá gai cực kỳ dễ trồng luôn các bạn. Lấy cái nhánh lá gai các bạn gắm xuống, mọc lên rất là nhanh. Bây giờ mình cũng mới trồng thôi mà nó cũng ra lá, mình làm được bấy nhiêu này các bạn. Đó. Thì video của mình tạm ngưng ở đây nha các bạn, để mình đem bánh qua, mình đem qua cho má mình với chị mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.